bốn yêu quái có thể đánh trọng thương Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. 1. Hoàng Phong Quái, nạn thứ 13, vị quái Hoàng Phong. Hoàng Phong Quái vốn là con chuột đắc đạo ở Linh Sơn, do ăn trộm dầu trong chén lưu ly của Phật Tổ mà trốn xuống trần. Nó đã thổi trận gió vàng Tam Muội Thần Phong làm Ngộ Không bị mù. Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng phải nhờ tới hộ pháp Già Lam chữa mắt và nhờ Linh Các Bồ Tát thu phục con yêu quái. 2. Hồng Hài Nhi, nạn thứ 30, Tôn Hành Giả bị đốt. Hồng Hài Nhi là con của Ngưu Ma Vương và Thiết Kiến Công Chúa. Tuyệt chiêu của Hồng Hài Nhi là Tam Muội Chân Hỏa, ngọn lửa không thể bị dập tắt bởi nước thông thường. Hồng Hài Nhi từng thổi lửa khiến hành giả hồn lìa khỏi xác, trôi lềnh bềnh trên sông, may nhờ bát giới mới hồi tỉnh được. Cuối cùng Hồng Hài Nhi được Quan Âm Bồ Tát thu phục và trở thành Thiện Tài Đồng Tử. 3. Bách Nhãn Ma Quân, nạn thứ 60, vị đạo sĩ Ngô Công Thuốc. Tên này nguyên là sư huynh của bảy con yêu nhện nhện, giả làm đạo sĩ ở Hoàng Hoa Quán, dùng trà táo đỏ để hạ độc thầy trò Đường Tăng. Khi giao chiến với Ngộ Không, yêu quái cởi áo ngoài, giơ tay lên để lộ cả ngàn con mắt, làm Ngộ Không ê ẩm, mềm nhũn, phải chui xuống đất trốn chạy. Nó chỉ bị khắc chế bởi Tỳ Lam Bồ Tát, mẹ của Mão Nhật Tinh Quân. Con yêu quái bị hiện nguyên hình là một con rết dài 7 thước, dưới mỗi chân đều có một con mắt. 4. Tỳ Bà Tinh, nạn thứ 44, bị bắt về động Tỳ Bà, thật bất ngờ khi một trong những yêu quái mạnh nhất trong truyện lại là một nữ yêu xinh đẹp. Khi Đường Tăng còn đang mắc kẹt tại Nữ Nhi Quốc thì bỗng nhiên Tỳ Bà Tinh xuất hiện, bắt Đường Tăng về đòi thành thân. Khi đánh nhau với Tôn Ngộ Không, con nữ yêu đã chích vào đầu làm Ngộ Không đau đớn phải tháo chạy. Đầu Ngộ Không vốn cứng như kim cương, trước nay là lần đầu bị người ta đánh cho đau nhói như vậy. Yêu quái chỉ có thể bị hàng phục bởi Mão Nhật Tinh Quân, và vốn là khắc tinh của đế.